chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tự học cc hôm nay chúng ta tiếp tục với phần box model tìm hiểu về thành phần tiếp theo trong box model đó chính là border ở buổi ngày hôm trước chúng ta đã biết được rằng kích thước của một phần tử thì được tính từ phần border cộng padding và cộng với phần content nằm ở giữa các bạn cũng đã được tìm hiểu về phần content phần nội dung ở trong cùng phần padding ở bên ngoài và tiếp tục chúng ta sẽ tìm hiểu lớp thứ ba tính từ phần content đi ra sẽ là lớp border border có nghĩa là viền và chúng ta có cú pháp viết tắt như sau. Có ba đối số. Đối số thứ nhất là độ rộng, thứ hai là kiểu viền và thứ ba là màu viền. Ví dụ chúng ta có border 2. 10 pixel, tức là viền này rộng 10 pixel. Solid, tức là nét liền. Và blue, tức là màu của cái viền. Ở đây chúng ta sẽ có là độ rộng cả bốn hướng sẽ là 10 pixel. Sau đó là đây là kiểu nét liền này. Và màu sắc của nó là màu blue. Các bạn vào VS Code và chúng ta sẽ mở lại bài 40 hôm trước đang cốt giờ Bây giờ chúng ta sẽ thêm phần viền vào đây. Căn cho sược này. Nốt vào làm viền. Border. Các bạn gõ border. Hai chấm. Nếu như các bạn quên cú pháp, chúng ta có thể di chuột trái vào đây. Các bạn nhìn thấy gợi ý không? Syntax, cú pháp này. Độ rộng. Style là kiểu. Và màu sắc. Ví dụ đây chúng ta sẽ để là 10 pixel này. Đối số thứ hai Kiểu viền. Để là solid tức là nét liền rồi dấu cách màu ví dụ mình để là blue thì ngay lập tức chúng ta có một cái viền ở cả bốn hướng rộng là 10 pixel kiểu là kiểu nét liền và màu sắc là màu blue trên trình duyệt chuột phải vào phần tử chọn kiểm tra các bạn chuyển sang computed bây giờ chúng ta sẽ có cái phần border ở cả bốn hướng đang là là 10 phần đối số thứ hai là kiểu viền thì ngoài solid ra là nét liền các bạn có thể thay thế bằng các cái đường ở phía dưới này mình đã liệt kê ở đây giả sử chúng ta thay solid thành đát das này tap này lúc này chúng ta có viền là dạng nét đứt thành đốt này đốt tap thì lúc này viền là các cái chấm đốt hình tròn rồi một dạng nữa đó là double nó sẽ là các cái dòng kẻ song song đã bộ nhá có thấy không nó có hai đường kẻ song song các bạn có thể tìm kiếm với từ khóa là css border và kích vào cái school ở ngay phía dưới này chúng ta sẽ có border style là các kiểu viền các bạn hãy thử thay thế những cái kiểu này để chúng ta quan sát xem nó khác nhau như thế nào nhá ngoài ra thì ngay phía dưới này này nó cũng có cái phần ví dụ này này kết quả để các bạn xem ở đây trong trường hợp mà chúng ta muốn thêm viền trên từng cạnh một hoặc là chúng ta kết hợp các cạnh đơn lẻ với nhau các bạn có thể sử dụng các property đơn lẻ như sau border top này là phía trên bottom là viền ở phía dưới right là viền bên phải và left là viền ở bên trái các bạn nhấn Ctrl sược để ẩn dòng này đi giả sử bây giờ chúng ta chỉ muốn thêm viền ở phía bên trên thì các bạn sẽ dùng là border top border top này 10 pixel nét liền là solid màu là màu một pin đi đó thì ngay lập tức là chúng ta có một cái viền ở phía bên trên còn ba cạnh còn lại bên trái này bên phải và bên dưới là không có viền thêm bên trái thì dùng là border left ví dụ để 5 pixel nét đứt này đát này và màu black màu đen thì ngay lập tức chúng ta có một cái viền ở bên trái với kích thước là 5 pixel nét đứt phía bên phải và bên dưới tương tự dùng right và bottom copy xuống này nhấn alt shift xuống 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 này bên phải là là right bên dưới là bottom các bạn có thể thay đổi kiểu cho nó nhé giả sử đây là đốt tật này đốt tật này còn ở đây là song song sẽ là kiểu double Đó, thì các bạn dùng nhiều nó nhớ thôi thì mỗi viên một kiểu chúng ta có thể kết hợp từng cạnh đơn lẻ như này được. Cú pháp mà chúng ta tìm hiểu có 3 đối số, thực ra là một cú pháp viết tắt. Độ rộng này, kiểu viền và màu viền. Để viết tường minh thì các bạn có thể tách nó thành 3 thành phần. Border width, border style và border color. Và từng thành phần này nó lại giống với quy tắc padding đã học. Các bạn có thể truyền vào cho nó là hai đối số này. Một đối số nó hiểu là cả bốn cạnh, đúng không? Hai đối số thì nó hiểu là trên dưới trái phải. Ba đối số thì nó sẽ hiểu là trên dưới này và trái phải ở giữa còn bốn đôi số nó theo chiều kim đồng hồ các bạn hãy xem lại bài bắt đinh nhá nó giống như thế thôi tương tự với cái thằng border style này cũng vậy chúng ta thậm chí còn có thể là cho border style của bốn cạnh khác nhau như thế này Đấy, hoặc là border color cũng tương tự chúng ta cũng có thể truyền cho nó bốn đôi số để nó ra bốn cái màu khác nhau quay trở lại vết cốt thì thay vì chúng ta sử dụng cú pháp viết tắt này có ba đôi số truyền vào thì các bạn sẽ dùng cú pháp tường minh nó sẽ gồm kết hợp của ba thành phần bôi đen này những cái chỗ sược này thành phần đầu tiên đó là border width giả sử mình để 10 pixel thành phần thứ hai là border style ta thử để solid là nét liền và thành phần thứ ba đó chính là border color Giả sử để màu màu pink nhá màu hồng đi đó thì chúng ta được một cái viền toàn bộ xung quanh là 10. nét liền và có màu quanh nó cũng giống thằng bên trên này, đúng không? Nhưng trong trường hợp mà chúng ta lại muốn là tác động lên các cạnh khác nhau với kích thước khác nhau. Ví dụ để một đối số thì nó sẽ hiểu là, là tất cả các cạnh đều là 10. Cái này thì nó rất giống với phần padding mà chúng ta đã học. Nếu trong trường hợp để hai đối số, hai mươi pixel này. Các bạn sẽ thấy là chúng ta trên dưới này, trái phải, đúng không? Nó giống padding mà trên 10, dưới 10, trái 20 và phải 20. Tức là trên dưới, trái phải. ba đối số thì sao? 30 pixel. Lại dùng padding. Đúng không? Trên này, dưới này, trái phải. Đúng chưa? Trên là 10 này, 10. Dưới này, 30, 30. Và trái phải là 20. Các bạn cứ đọc như vậy nhé. Trên này, dưới này, trái phải. Thì chúng ta sẽ nắm được quy tắc. Rồi. Nếu trong trường hợp mà có 4 thì sao? 4 đối số, 40 pixel Thì là theo chiều kim đồng hồ Trên này, phải này, dưới này, trái Đúng không? Đi từ 10 đến 40 Các bạn nhìn thấy không? Tương tự với thằng này cũng vậy Ví dụ chúng ta để là solid này Một đôi số thì nó sẽ hiểu là Cả bốn cạnh Nhưng hai đôi số thì sao? Giả sử chúng ta để đốt này, đốt tật Thì lại là trên dưới, trái phải đúng không trên dưới trái phải nhá ba đối số thì sao ví dụ thằng này mình để là đát đi thì lúc này là trên này dưới này trái phải đúng chưa trên sẽ là solid solid đây dưới sẽ là nét đứt là đát dưới đây còn trái phải sẽ là đốt đúng không các bạn thấy là cả ba thuộc tính này nó đều có các trường hợp là một đối số cho đến bốn đối số. Cho nên là chúng ta sẽ xóa hết đi này và các bạn sẽ để là thử một đối số trước sau đó chúng ta dự đoán xem là trình duyệt sẽ hiển thị như thế nào. Sau đó thì thay thành hai đối số, ba đối số và bốn đối số để dần dần các bạn hiểu cái phần này nhá. Sang phần cuối là border radius để bo góc. Thì ở góc nó chia hơi khác một chút. Chia thành góc trên bên trái là top left, góc trên bên phải, góc dưới bên phải và góc dưới bên trái. Giả sử các bạn ghi là border radius 30 pixel như thế này nó sẽ hiểu là chúng ta bo cả bốn góc quay trở lại vết cốt bôi đen này nhấn can cho sược để tắt đoạn này đi các bạn sẽ bật lại cái border ban đầu can cho sược này đó để như này thôi cho nó dễ nhìn thay đổi thành solid đi solid bây giờ nếu như các bạn nhập là border radius nhập là 30 pixel một đối số thì nó sẽ hiểu là bo tất cả bốn góc như nhau trường hợp mà chúng ta muốn ghi từng minh bo từng góc một các bạn làm như sau đến căn chỗ sược này căn chỗ sược nhá ghi tường minh ví dụ chúng ta muốn bo góc trên bên trái các bạn gọi gõ là border top left đây góc trên bên trái bo góc trên bên trái được chưa ví dụ là 30 mươi pixel ba pixel này bạn thấy không góc trên bên trái này tương tự chúng ta có góc trên bên phải alt ship xuống này góc trên bên phải đó góc trên bên phải góc dưới bên trái và góc dưới bên phải có border này bottom là chữ bo đúng không đó right đây này ri này Đấy, các bạn gõ tắt như này nhé, B, BO BO, chúng ta gõ tắt từng cái đoạn đầu tiên này, BO này, BO này, RI này. Đó, thì nó ra cái này nhá. Góc gì? Dưới bên phải. Ví dụ là 30 pixel. Đây các bạn thấy không? Góc dưới bên phải đây. Tương tự với góc dưới bên trái, các bạn sẽ ghi là order này. Bottom đúng không? Là BO tiếp này. Left là LE. Làm viết tắt mấy cái chữ đầu ấy. Tab này. 30 pixel. Ctrl S đều lại Lúc này chúng ta sẽ thêm được góc bên trái Góc dưới bên trái Giả sử bây giờ chúng ta thay đổi các kích thước các góc này đi Cho nó khác nhau Ví dụ ở đây chúng ta bo là 10 thôi Bạn thấy không? Ít này Ở đây chúng ta tăng lên là 40 đi 40 Bo nhiều hơn Đúng không? Chỗ này để 50 đi Đấy 50 Thì mỗi góc bo một kiểu Thì tùy từng trường hợp Sau này các bạn làm dự án thực tế Thì chúng ta sẽ bo theo cái thiết kế nếu các bạn để một đối số thì nó sẽ bo đều cả bốn hướng còn nếu chúng ta để hai đối số thì đối số thứ nhất nó sẽ hiểu là của góc trên bên trái và góc dưới bên phải đây hai góc này đối xứng nhau còn đối số thứ hai sẽ là của góc này và góc này vì là nó cứ trên trái dưới phải cho nên là mình không muốn nhắc nhiều các bạn sẽ bị loạn mất các bạn hình dung là nó gần giống với phần padding có điều là cái tên góc nó thay đổi lên trên này thì các bạn phải làm thực tế và chúng ta nhìn dần dần chúng ta sẽ quen nhá quay trở lại vết cốt bình luận lại này Các nhốt xương bây giờ các bạn dùng là border radius border radius giả sử nhập một đối số 30 pixel thì có phải nó bo bốn góc không nhưng nếu bây giờ chúng ta bo hai đối số 50 pixel này thì lúc này nó sẽ là góc này sẽ là 30 và góc này sẽ là 50 đúng không tiếp tục thử tăng thử lên 80 đi cái số. Chúng ta sẽ có 3 góc đúng không 30 là cái này này 80 sẽ là cái này Và 50 sẽ là hai góc này để Không tin các bạn thử thay đổi đi Thử giảm thằng này thành 10 đi Các bạn thấy không Đây này Nó chính là hai góc này này Đó Thì cái ở giữa này Nó chính là hai góc này Được chưa các bạn phải thay đổi cái thông số để chúng ta nhìn thấy kết quả trên trình duyệt đấy chúng ta mới nắm được nhá bốn đối số này lên 90 mươi pixel đi thì lúc này đầu tiên sẽ là ở đây đúng không góc trên bên trái đối số thứ hai là của góc này đối số thứ ba là của góc này và đối số còn lại là của góc này theo chiều kim đồng hồ đúng chưa các bạn nghi ngờ ấy các bạn có thể thay đổi này ví dụ mình để là thành 10 đi bạn thấy góc này thay đổi không thành 50 này đó nó thay đổi này Chúng ta nếu nghi ngờ thì cứ thử thay đổi từng góc một Và các bạn sẽ nắm được cái quy luật của nó nhé Và hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng ở đây Mình sẽ review lại toàn bộ kiến thức để các bạn tiện ôn tập Các bạn hãy thử các trường hợp để chúng ta nắm được kiến thức trong phần border này nhé Vì nó cũng là một phần rất quan trọng Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi Và chúc các bạn thành công